Rồi, xin chào các em nhé. Ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 tuần 31. Và các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa thầy đã làm chúng ta đầy đủ chi tiết từng bài, từng tuần rồi các em nhé. Vở bài tập tập 1, tập 2, vở luyện toán tập 1, tập 2, bài tập thực hành môn toán, bài tập thực hành tiếng Việt và toán, bài tập phát triển năng lực của môn toán. Tất cả đều rất là chi tiết cho các em từng tuần, từng bài rồi. Nhiều em cũng hỏi về các cái đề kiểm tra thì giờ trên kênh của chúng mình, tất cả những đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2 đều có hết rồi nha các em. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang 63 nào. À, như vậy chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này, yêu cầu này. Viết mỗi cái số sau thành tổng theo cái mẫu này. Vậy người ta cho mình một cái mẫu ở đây là số 2468. Đó, vậy thì người ta sẽ viết thành một cái tổng ở đây này. 2 ở đây tức là gì? Hàng của nó là 2000 này, 4 là 400 này, 6 đây là 60 này, và 8 là 8 đơn vị. Tức là chúng ta phân tích cái số đấy ra, từng cái số hạng ở đây xem nào, xem nó thuộc cái hàng nào, lớp nào, đúng không nào? Rồi, vậy thì tiếp theo này, 2012. Vậy thì 2 này cũng sẽ là 2 gì các em? 2 gì đây? 2000 nè, được chưa? Đấy, 2000 nhá. Rồi, cộng với nè. Như vậy ở đây nè, số 0 rồi này, nó thuộc hàng trăm. Vậy thì mình sẽ không viết là 0 trăm ở đây, đúng không? Đấy, vậy thì đây số 1 sẽ là mấy? 10 nè, và 2 đơn vị nhá. Đấy, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có số 4 này là bao nhiêu đây các em? Ở đây nhớ là chúng ta có là mấy? 5 chữ số. Vậy thì đây sẽ tương ứng với là 4 gì? 40 gì? 40.000 nha. Đấy, đừng có quên nha. Rồi, ở đây sẽ là 5 gì? 5.000. Đây là 5.000 nè, được chưa? Rồi, 0 gì? 0 trăm, 30, được chưa? Và 0 đơn vị. Được chưa? 3 này là 3, 30 nhá, và 0 đơn vị. Được chưa nào? Rồi. Câu C này. 3 này thì lại ứng với là 3 gì các em? 300.000 nha. Đó, chứ không phải là 30.000 nữa. 3 này là 300.000 nè. Được chưa? Rồi. 0 gì? 0.000. 0.000, đúng không? Rồi, bây giờ số 6 này thuộc gì? Hàng trăm, 600, và 0.000, 7 đơn vị. Được chưa? Đấy, xong nhá. Rồi, bây giờ mình đến với bài tiếp theo là bài số 2. Viết theo cái mẫu này. Vậy thì ở đây người ta cho mình một cái bảng như thế này. Và người ta có cái cột thứ nhất là số này, hàng này, lớp này, và giá trị này. Ta hỏi này, vậy thì mỗi cái chữ số ở dưới đây này, thì cái chữ số 4 này, đấy, nó sẽ thuộc hàng nào, lớp nào, và có giá trị là bao nhiêu. Vậy ta làm mẫu ở đây số 4 này. Các em nhìn thấy số 4 ở đây, nó hàng đây sẽ là hàng 10.000, tức là 40.000, đúng không? Và nó thuộc lớp nghìn, giá trị của nó là 40.000. Rồi, và bây giờ mình nhìn vào đây. Số 4 à, thuộc hàng gì các em nhỉ? À, đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn và triệu. Vậy thì đây sẽ thuộc hàng gì? Hàng triệu nhá. Được chưa? Hàng triệu nè. Hàng triệu thuộc lớp gì? À, hàng triệu thì lớp triệu. Và giá trị của nó đây là 4 gì? 4 gì? 4 triệu. Được chưa nào? Rồi. Tương tự như vậy, các em nhìn thấy số 4 nằm ở đây. Đây thuộc cái gì đây nhỉ? Đơn vị này chục, trăm. Vậy đây thuộc hàng trăm. Hàng trăm, lớp này là lớp đơn vị nha. Đó, hàng trăm, nhưng mà lớp đơn vị thì có đơn vị chục và trăm.
và giá trị của nó là 4 gì? 4 gì các em? 400. Rồi. Đây. Hàng gì các em nhỉ? À đây là gì? Triệu nè. Chục triệu, trăm triệu. Đó, vậy thì nó thuộc hàng là hàng trăm triệu. Hàng trăm triệu thuộc lớp lớp triệu. Đúng không? Và giá trị của nó đây là 400 triệu. Được chưa? Đấy, xong nhá. Rồi, ta đến với cái bài số 3 nè. Viết cái số thích hợp vào ô trống nè. Người ta cho nè. Đây là những cái mà chúng ta sẽ phải viết. Cột thứ nhất có một chữ số là cột thứ hai nè, cột thứ ba, cột thứ tư nè. Bây giờ mình đi hàng ngang thứ nhất này. Số bé nhất có một chữ số là số mấy các em? À tại vì ở đây người ta không yêu cầu nên là bé nhất có một chữ số, mình cứ lấy là số gì? Số 0. Đó. Sau này các em học lên lớp lớn à, thì số bé nhất có một chữ số người ta sẽ có một cái câu nữa là phải gì? Khác không các em. Đấy, nhưng mà đây người ta không yêu cầu nên mình cứ lấy số bé nhất có một chữ số là số 0 nhá. Rồi, số bé nhất có hai chữ số thì mình không thể lấy là 01 được nha, mà mình phải lấy là 10. Được chưa? Tương tự như vậy thì có 3 chữ số sẽ là 100. Đúng không? Đúng chưa nào? Rồi, có 4 chữ số thì sẽ là 100. Rồi. Tương tự như vậy, bây giờ đến nè, số lớn nhất. Lớn nhất có một chữ số thì chỉ là số gì? Số 9 được thôi. Lớn nhất có hai chữ số, không ai hơn em, đó là 99. Lớn nhất có ba chữ số, đúng không? Thì cứ số lớn nhất thôi. Rồi, lớn nhất mà có 4 chữ số. Được chưa? Rồi, số lẻ mà bé nhất. Đấy, các em nhớ chúng ta có số lẻ bé nhất sẽ là mấy? 1. Số lẻ bé nhất có hai chữ số. À là 1 gì? 11. Số lẻ bé nhất có 3. 1. 1 gì? Lẻ nha các em. Vậy thì lẻ bé nhất mà có 3 chữ số sẽ là 1 gì? 101. Đúng không? Đấy. Và số lẻ bé nhất có mấy? Có 4 chữ số sẽ là 1001. Đấy, chú ý nha. Được chưa? Rồi. Số chẵn lớn nhất có 1 chữ số. Chẵn mà lớn nhất thì chỉ là số gì? 8. Chẵn lớn nhất có 2 chữ số. 2 chữ số chúng ta không thể lấy là 88 được nha các em. Mà phải là gì? Đây là số lớn nhất, 90 mấy? 98 nhá. Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số, phải là số nào các em? 9 9 8. Đúng nào. Rồi, số chẵn lớn nhất mà có 4 chữ số phải là 9 9 9 8. Được chưa? Đấy, chúng ta phải rất là chú ý vào những cái chỗ này nhá. Rồi, mình đã xong cái bài số 3. Giờ mình đến cái bài số 4 nè. Bài số 4 ta cho cái gì đây? Nền của một cái căn phòng hình chữ nhật. Căn phòng này căn phòng hình chữ nhật nha. Có chiều dài 12m, chiều rộng là 8m. Tức là đây là độ dài thật nè. Hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền phòng đó trên bản đồ có tỷ lệ là 1 chia cho 400. Tức là tỷ lệ ở đây nè của nó là 1 chia 400. Vậy thì bây giờ mình sẽ phải tính xem chiều dài ở trên cái bản đồ đây nè nó là bao nhiêu, chiều rộng là bao nhiêu, đúng không? Tức mình có độ dài thực rồi, giờ mình phải tính độ dài trên gì? Trên bản đồ, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ trả lời nè. Chiều dài nè, chiều dài nè hình chữ nhật, được chưa? Chiều dài căn phòng nè, chiều dài căn phòng trên trên cái bản đồ nhá,
Tức là mình đang tính tỷ lệ của nó đó trên bản đồ là thì chiều dài đây người ta cho là bao nhiêu? 12 mét. Đúng không? Vậy thì tỷ lệ là bao nhiêu? 400 tức là 12 mét này. Các em chia cho 4, 400. Hay là chúng ta sẽ thể hiện nó ra sẽ bằng cái gì đây? 12 mét này. Chia cho 400 đúng không? Vậy các em thấy nè, 12 này này. Không thể chia được, đúng không? Giờ chúng ta đổ mét này ra deci. Ra deci thì nó sẽ là 120 deci này. Đấy, cũng chưa chia được 400 đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đổi sang cm, tức là 1200 cm. Chia cho 400 bây giờ chia được chưa? Chia được đúng không? Vậy thì 1200 cm tức là chúng ta chỉ bỏ đi. Vậy thì 12 chia 4 nó sẽ bằng mấy? 3 gì? 3 cm. Đó, như vậy thì chiều dài của căn phòng này sẽ là mấy? 3 cm này. Trên bản đồ nhá. 3 cm này. Rồi tương tự như vậy thì mình sẽ có chiều gì đây? Chiều rộng, người ta cho độ thể thực là 8 mét. Thì chiều rộng nè. Chiều rộng nha. Căn phòng. Nhớ phải có cái từ trên bản đồ nha. Trên cái bản đồ là đấy thì cũng giống như kia, chúng ta sẽ lấy là 8 mét, các em chia cho tỷ lệ là 4 gì? 400 đúng không? Rồi, tức là 8 mét chia cho 400 thì đây nó sẽ bằng cái gì? 8 gì? 8.000 cm, à xin lỗi 800 gì? 800 thôi chứ, 800 cm chia cho 400. Vậy thì 800 chia cho 400 thì 8 chia 4 bằng 2. Như vậy nó bằng bao nhiêu? 2 cm nhá. 2 cm. Được chưa? Rồi. Vậy bây giờ mình đã có được chiều dài, chiều rộng thật. Chiều dài, chiều rộng thật ở trên gì? Trên bản đồ. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là vẽ ra đây thôi. Đây. Mình sẽ đo nè. Chiều dài là mấy? 3 nè. Em lấy 3 cm nè. Một, hai, ba. Đây đúng không? Rồi. Chiều rộng nè. Là mấy các em? 2 cm. Một, hai. Đây. Đó, rất là nhỏ thôi. Được chưa? Đấy, chúng ta cứ vẽ trước đi để tí nữa chúng ta đặt tên cho cái bản đồ này. Nhớ là chúng ta phải đặt tên cho nó nhé. Để đo trước đấy coi. Được rồi, tốt rồi. Vẽ lại cái đường này nhé. Đấy. Vậy thì mình đã có là chiều dài đây là mấy? 3 cm nè. Chiều rộng đây là mấy? 2 cm. Và cái biểu đồ này có tỷ lệ là bao nhiêu? Đấy, mình ghi tỷ lệ, có thể mình ghi ở giữa đây luôn được, hoặc các em ghi ở dưới nhà cũng được nhá. Đó, tùy theo các em có thể ghi tỷ lệ vào đây cũng được này. Tỷ lệ này 1 chia cho bao nhiêu? 400 này. Và các em ghi ở đây tên của cái biểu đồ này. Đây là biểu đồ này. Biểu đồ thể hiện gì? Nền của một căn phòng. Nền của căn phòng. Được chưa? Đó. Em nào cẩn thận nữa mình cho chữ tỷ lệ ở đây. Tỷ lệ của nó là 1 chia cho 4 gì? 400 nhá. Được chưa? Đấy thì bài số 4 xong nhá. Rồi sang cái bài tiếp theo là bài số 5. Tìm cái số bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng của 4 chữ số đó nó bằng bao nhiêu?
21. Các em nhớ này, số là phải là bé gì? Bé nhất. Số bé nhất nha. 4 chữ số. Ví dụ ABCD đi. Là tổng A cộng B cộng C cộng D đây này, nó sẽ bằng bao nhiêu? 21. Vậy thì cái số mà bé nhất ở đây này thì mình phải lấy là cái gì? Lấy cái hàng gì? Hàng nghìn nè và hàng trăm này nè. Đúng không? Nó phải là số bé. Đúng không? Hàng nghìn và hàng trăm này nè, nó phải là những số làm sao mà bé nhất. Đó, vậy thì đây mình phải lấy số bé nhất, chắc chắn nó phải là số 1 rồi đó. Đúng không? Hàng gì? Hàng nghìn đây này, nó phải là số 1. Rồi bây giờ nếu hàng trăm mà mình lấy là số 1 nữa, giả định nha. Vậy thì 1 cộng với 1 bằng 2. 2 2 rồi cộng với, ở đây 2 số 9, 99 18. 18 với 2 là 20, không được đúng không? Đúng không nào? Vậy thì hai cái anh này nè, mình cho là hai số to nhất rồi đó. 9 9 là 18 này. 18 này, đây là 9 9 nè. 9 9 18 rồi, 18 với 1 19, 19 với lại đây phải là số gì? 3. Đúng không? Đấy. 1 với 3 là 4, 4 với lại 18 là 22 rồi. Như vậy đây là gì? Nó lớn hơn rồi đúng không? Đúng không? Vậy thì đây mình lấy là số 2. 1 với 2 thì đây sẽ là 3 rồi nè. Được chưa? 3 thì 99, 18 nè. Đó, 18 với 3 bằng 21 chưa các em? Được chưa? Đúng nè. Đúng không? Vậy thì số mình tìm được ở đây sẽ là số 1299 đúng không? Nhưng mà số người ta yêu cầu đây là khác nhau. Đấy, nên là hai cái anh 9 này không được này. Ta yêu cầu là khác nhau, nên bắt buộc cái anh này phải là số 8 này. Đúng không nào? Vậy thì ở đây mình sẽ có là 189 này nè. Đúng không nào? Vậy thì đây là 18 rồi, 18 thì bắt buộc đây phải là số gì? Số 3. Vậy thì số mình tìm được sẽ là 1389 nha. Nếu mà không khác nhau thì là 1289. Nhưng mà người ta yêu cầu là phải khác nhau, nên số chúng ta tìm được đây sẽ là 13889. Được chưa? 1389. Rồi, xong nhé các em. Đừng quên chia sẻ video và chia sẻ kênh của chúng mình nha.